Xin chào tất cả anh em. Vâng, mày chơi MG phép anh em ơi. Đấy, MG phép chúng ta với cái mốc point đó là 50.000 point nhá. Chơi trước chơi sau, tất cả anh em đều giống nhau về lượng point, đó là 50.000. Bây giờ xin phép cộng điểm point này. Anh em chuột phải vào đây nhá. Sức mạnh MG phép mình sẽ đủ mặc đồ thôi, để 500. Đấy, nhanh nhẹn mình sẽ để 19.000. Đấy, kích chuột phải ở đây nhá. Xong nhập số vào, ấn ok ở đây thôi. Rồi năng lượng chúng ta sẽ để max ping là 30.000. Con game này là một cột cố định là 30.000 point anh em nhé, không cộng thêm được. Đấy. Còn lại bao nhiêu? Bây giờ chúng ta một là vã vào máu, hai là vã vào sức mạnh. Bây giờ mình sẽ vã vào sức mạnh nhé. 722 à. Đấy, tức là 1.222. Đúng chưa? Chuẩn luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng mang MG phép đi cày reset anh em nhé. Bây giờ là đà reset 7 lần này. Đấy, level 400. Để mà cày reset anh em có lệnh thôi nhé. Enter này. Đấy, sổ chéo này reset. Ấn enter một phát là chúng ta sẽ reset 8 lần và chúng ta sẽ không được cộng thêm point nhá. Đấy, con game này là cố định 50.000 point rồi. Do vậy thì anh em có cày reset chỉ để cho vui thôi. Đấy, chỉ để cho vui thôi. Rồi bây giờ đi cày anh em ơi. Đây skin mình có hạn sẵn ở đây rồi nhá. Mình sẽ dùng chiêu máy rồng đi nhá, máy rồng. Đây. Bỏ xoáy xuống anh em ạ, bỏ xoáy xuống đi bộ đây. Ông nào đây? Đợi tôi gì ở đây hả? Đi phép ngoài rồng luôn này. Kẹp chuột này. Đấy. Anh em ra đây, ra két kia ông này. Đứng bên cạnh tôi đó là Đắc Lốt anh em ơi. Đắc Lốt với con ngựa này là ngựa hoàng kim nhá. Tay cầm trượng thiên tử này. Đấy, áo choàng, siêu áo choàng màu hồng anh em ạ. Màu hồng, màu pink đấy. Để mà xoay đồ anh em giữ an này, xong chuột phải nhá. Giữ an xong chuột phải vào nhân vật này, chọn xem trang bị thôi. Đấy, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật này là nhân vật Đắc Lốt anh em ơi. Đấy, siêu wing 3 cộng 15 này. Set này set hoàng kim 2.0 này cộng 15 này. Đấy, ngựa hoàng kim cộng 10 này. Quyền trượng thiên tử này cộng 15 này. Full này khảm socket anh em ạ. Đấy, ring pen này. Pen cộng 12 này. Đấy, ring này cộng 15 này. Và đây là nhẫn xương. Khiên này là khiên 2.0. Khiên tham tinh 2.0 Đắc Lốt anh em ơi. Ông này đang đứng đây chuẩn bị đi săn boss anh em ạ. Đây, chuẩn bị đi săn boss đây này. Còn khoảng 1 phút 10 giây nữa thôi. Ông nào kia? Thiếu chủ kia chạy long quăng kìa. Đấy, nhiệm vụ của tôi bây giờ đi cày reset thôi anh em ơi. Bao nhiêu level rồi đây? 53 level rồi. Đấy, 53 level. Bây giờ chúng ta sẽ bay được lên map Anan S. Đây đây. Đây là cày. Lại ngoài chuột đen xì màn hình thôi. Đấy, MG phép được cái là cày cực nhanh nhá. MG phép và dạ Soul Master là dạ hai class dạ ngoáy rồng là cày cực nhanh luôn. Đam siêu to anh ạ. Đấy, 15 triệu đam. X1 là 7 triệu nhá, X2 là 15 triệu. Ok chưa anh em, đam siêu to luôn. Đây, zoom lại nhá. Anh em nhìn chưa, chuất chưa? Đấy. Đây là MG phép này, hai tay cầm hai gậy rồng đỏ nhá. Đeo siêu wing 3 nhá. Đấy. Trang phục của chúng ta đó là gì ạ? Là người xương quỷ vương nhá. Quỷ vương. Quay ra đây. Đấy, ngoáy chuột một cái rồi. Vừa lẽ là 60 level đúng không? Đấy, đứng đây bây giờ sẽ ngoáy lên xem nào. Ui đam kìa anh em ơi. Đam dày gọi là dày. Nhiều số quá. 15 triệu là quá nhiều số anh em ạ. Đấy, kẹp chuột này. Ok chưa? Đấy, 15 triệu này. Đấy, thỉnh thoảng còn là mid nhá. Mid tức là gì ạ? Là cao hơn 21 triệu đấy là sẽ bị mid. Đấy, thỉnh thoảng có X3 anh em ạ. X2 là 15 triệu nhá. X1 là 7 triệu nhá. Có những quả X3 là mid kìa. Đấy. Có hiện lên từ mid tức là gì ạ? Là những quả X3 ấy, nó trên 20 triệu nó sẽ bị mid. Lên map area cày level. Rồi cho đi qua cái anh em ơi. Đấy, anh em đang chặn cửa đấy. Đang chặn cửa đấy. Đây là một, đây là một team này. Đấy, Ngọc cũng nhận rơi kìa. Ê, à, đừng đánh em anh ơi. Em đang đi cày, đừng đánh. Bãi này là cũng có người rồi. Đây, u xong. Rồi, ôi. Trời ơi. Để tôi đi farm đi người anh em ơi. Con hàng chết buồn đấy. Để bay nhanh lên nhé. Anh em bó lại nhà sổ chéo này A1 nhé. Bay lên luôn. Đấy, bay lên cái tọa độ này. Đây rồi. Đây rồi, có người. Ngọc Ông Nguyện vừa rơi này. Đấy, Ngọc Ông Nguyện rơi này. Nhặt luôn anh em ạ. Đấy, nghe tinh chưa? Anh em nghe tinh cái chưa? Nhá. Quái ra đây. Một đan mà hy sinh ngay. Ra đây, đứng vào đây. Đấy, bot vàng còn 2 phút anh em ơi. Cố cày rồi đi về xem bot vàng nào. Rồi, ra đây, đấy. Con game này dễ chơi anh em nhá. Đấy, cố định 50.000 point rồi.
Cái công việc của anh em là gì ạ? Là đi săn bóc kiếm đồ thôi. Đồ càng ngon thì nhân vật càng khỏe. Đấy, đồ mạnh nhất bây giờ đang là đồ 2.0 nhá. Đồ mạnh nhất bây giờ đang là đồ 2.0 này. Đấy, set đồ 2.0 này, vũ khí 2.0 này. Wing siêu wing 3 full cộng 15 này. Đấy. Anh em muốn sẽ biết đồ là đồ tốt thì anh em cứ soi đồ của nhân vật khác đấy nhá. Soi đồ của nhân vật khác là được. Đấy, nhân vật của tôi này cũng đang mắc ping rồi nhá, đang mắc ping rồi. Và bây giờ vào game chủ yếu bây giờ là đi kể reset cho vui này. Đấy, Ngọc Ông Nguyễn lại rơi nhá, lại phải nhặt. Đấy, cầy reset cho vui này, bùa cái hợp tra cũng rơi này, anh em tha hồ xoay đồ luôn nhá. Đấy, bùa cái hợp tra cũng rơi. Đấy, reset cho vui này, hoặc là gì ạ? Buổi tối anh em đến giờ đi săn boss là đi săn boss nữa. Em đi kiếm đồ anh em ạ. Đấy, nếu mà kiếm được đồ ngon nhá là bán cũng được tầm khoảng bắt phở đấy. Được bắt phở đấy anh em ạ, không đơn giản đâu. Sự kiện rồng à, rồng vàng còn 1 phút rồi, về thôi anh em ơi, về thôi, về. Về đi chuyên. Kiếm con bao nhiêu level ở đây? 319 anh em ạ. Oánh một phát 319 rồi. Nhá, xin phép bây giờ là mua con gấu đi nhá. Đây đây mua con gấu này tí đi cày nó nhanh. Rồi đấy, mua con gấu đeo lên sẵn đi. Gấu là phải đeo sẵn lên. Đấy, đeo con gấu lên rồi. Rồng đâu ra đây? Xuất hiện đây. Mà có người đứng đây rồi. Chuồn nha. Mỗi người đi một đường đây. Nào rồng. Đây có người này, đứng chờ sẵn anh em ạ. Anh em đứng chờ sẵn rồi. Nha. Đây. Robo vàng. Mình xin. Chờ anh chay lặng chạy. Chuồn luôn anh em ạ. Chuồn luôn. Đấy, zoom chuồn. Đây cá. Cá hai con luôn. Mình xin nha. Vào việc luôn, như còn gì nữa, hộp con đun. Đấy. Bọt vàng em ơi. Được cái đam mình nó to. Đấy, 15 triệu đam. Đấy, Ngọc Tâm Linh. Nào, rồng hoàng kim thôi. Tôi xin con rồng hoàng kim cái nào. Ăn cho nó đẫm nè. Đâu rồi? Không thấy con rồng hoàng kim nào thế này. Hỏng rồi. Qua cầu thôi anh em ơi, qua cầu. Ôi giời, chữ hiện đầy trên màn hình nhỉ, người chơi kìa. Bớt chim tiêu diệt bót vàng nhá. Anh em ăn ầm luôn rồi. Cho tôi xin con rồng hoàng kim. Rồng hoàng kim là cái con rồng mà có lửa xung quanh nhá. Con đấy mới đẫm nhá. Con đấy là vua đấy, là rồng, gọi là rồng, gọi rồng vua. Hình như có người đi rồi đúng không? Có người đi ngược, có người đi xuôi rồi anh em ạ. Chết rồi, đéo có rồi. Ô, đi vào đây. Ăn được 3 con. Ăn nhanh lắm, anh em ăn nhanh lắm. Đớp không nhanh là các cụ chén hết. Các cụ này là các cụ mà ăn tạp nham lắm, cái gì cũng ăn. Nào đi vào đây. Đâu. Chưa thấy con nào anh em ạ. Ăn hết rồi. Đấy. Đấy lại có người này. Vã luôn nhá. Tin phép là tôi vã luôn. Chết rồi. Tưởng ông này vợ ganh em. Tưởng ông này vợ ganh, nếu phải. Cay thế nhỉ, chứ được con nào này. Anh em vẫn ăn ẩm lên này. Đấy, tiêu diệt được hoàng kim kìa, tiểu đệ kìa, Tuấn ca kìa. Tôi đi một nửa vòng bản đồ mà chưa thấy con nào nhỉ, quá đen nhá. Bây giờ sẽ đi vào cái chuồng này nhá. Nơi gọi là nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất này. Rồng đâu. Đấy, có người kìa. Có người chạy ngược, có người chạy xuôi rồi anh em ơi. Hết rồi đấy. Tôi nghĩ là hết rồi đấy. Anh em ăn nhanh lắm. Đây này có người, chỗ đéo nào cũng có người anh em ơi. Thôi lên sổ chéo A1 nhá, cày tiếp anh em ạ. Này có người này. Chạy. Tôi đi cày đã nhá, để tôi cày lên level 400 đã nhá. Rồi mới vả nhau được. Đây đứng này cái ông này. Chết phép là cái âm Swift Twist này nhá. Con nàng chết nguồn này nó biết thế nào làm gì ạ? KS nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với màn KS quái giữa MG Fest và Soulmaster Fest nhá. Đấy, ông kia dùng cái chiêu gì kia? Kết hợp mưa băng tuyết với cả chiêu info. Tôi cầm gậy rồng tôi ngoáy thôi. Tôi ngoáy anh em ạ. Đeo gấu rồi đúng không? Đeo gấu rồi. Level bao nhiêu đây? 340, 341 anh em ạ. Level nó nhảy lên như kiểu là gì ạ? Là số đấy. Như kiểu là anh em phóng xe máy trên đường ấy. Số nó nhảy liên tọa luôn. Bây giờ chỉ đứng lên một lúc nữa thôi là 400. Đấy, hộp xô đau đỏ rơi kìa. Vật phẩm công thủ của bạn. Ông kia cái của tôi à. Đấy, Ngọc Nguyện nhặt đi. Bạn nhặt cho tôi cái nhá.
bạn nhặt cho tôi cái của tôi. Phải tôi đây, tôi KS này, hộp solar xanh này, nhặt luôn nhá. Hộp solar đỏ này của tôi đúng không, nhặt luôn. Huy chương vàng nhặt hết của tôi, của tôi, tất cả là của tôi hết nhá. Đấy, kẹp chuột váy rồng như này là KS ngon nhá mọi người, cứ có điểm nhảy lên kia là được. Đấy đấy, 15 triệu nhá. Bây giờ leo bao nhiêu đây, 362 rồi nhá mọi người. Đấy, 362 rồi. Ngoài đây đen xì mà hình chưa. Bây giờ có ông gì kia mèo này, đổi set đắc lốt 1.0 cộng khiên 2.0 bằng DBKF. Đấy, anh em cứ đổi đồ cho nhau, đổi class thoải mái. Sau đó anh em sẽ PM nhau đổi đồ. Đấy, có những ông đổi từ DK sang sâu, có những ông đổi từ sâu lại sang đắc lốt. Đấy, mỗi người một kiểu. Hàng đấy rồi, có hàng đấy rồi. Lướt 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 lướt. Đây, hộp quà bạc nhé, đặt luôn. Tí về ném anh ạ, kéo thủ về bạn. Ông này là nghe chừng nó cũng phun thùng rồi đấy. Ông này phun thùng rồi anh em ạ, không nhặt được nữa rồi. Leo bao nhiêu đây, 377 cho anh em ạ, chuẩn bị rồi nhá. Xin phép là 340 là tôi sẽ về bên map Aranet đi bói đồ anh em nhá. Đi bói đồ này. Đấy, hộp quà nhặt được rất nhiều này. Nhặt được rất nhiều hộp quà nhá. Tí về sẽ ném ra anh em ạ. Tất cả các hộp quà hiện tại trong thủ đồ của tôi là đều nhặt được trên map Arena nhá. Và map Arena server 1 nhá, là diện rơi nhiều nhất. Ngọc này, Blast rơi này. Đấy, hộp quà rơi này. Anh em chỉ việc nhặt thôi, sau về đi bói đồ là xong. 386 rồi. Đấy, hộp quà bạc tiếp này, nhặt luôn. Mình xin nhá, bạn cứ đứng đấy, tôi KS ngay. Ngoáy rồng gọi đen xì màn hình luôn anh em ạ. Hai tay cầm hai gậy rồng nhá. Nhân để muốn xem đồ của người khác nhá, xem là đồ mắc pinh hiện tại nó như thế nào nhá. Anh em tìm mấy ông nào gọi là mắc pinh đấy, đẹp trai nhất đấy. Giữ an này, chuột phải này. Đấy, và nhân vật này sẽ trang bị thôi. Đây, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật sâu hồng nhá. Sâu hồng nhá, wing là siêu wing 3 full cộng 15 này. Set sâu hồng gọi là 2.0 cộng 15 này. Cáo cộng 10 này. Đấy, gậy rồng 2.0 full cả 5 dòng socket. Đấy, khiên bên này là khiên ác quỷ nhá, full cộng 15. Đối với khiên và sách nhá, sẽ không có dòng socket, chỉ vũ khí mới có socket thôi. Còn khiên này và sách là chúng ta chỉ có full thôi, đồ full và khảm dòng vàng thôi. Đấy, pen này, pen cấp 3 cộng 12 này, ring cấp 2 cộng 15 này. Và ông này đeo một cái nhẫn ngọc bích nhá, nhẫn ngọc bích. Đây là set sâu hồng này. Set sâu hồng này là hai dòng X này, gia tăng lượng HP lên 4% này, giảm vết thương 4%. Đấy, và khảm 5 dòng socket nhá. Những cái đồ này là chủ yếu là gì ạ? Tối đa là hai dòng X thôi. Đấy, anh em cứ soi đồ top 1 là họ mặc những cái gì nào nhỉ? À, cái đồ này là đồ mắc quỳnh hiện tại rồi. Đấy, thế thôi. Đấy, cách gọi là xem đồ mắc quỳnh hiện tại đấy. Bây giờ chúng ta đi cùng xem là được bao nhiêu level rồi. Vâng, xin phép anh em, bây giờ là 400 level rồi. Sau khi mà đạt 400 level là chúng ta bắt đầu chuyển sang cày điểm master nhá. Đấy, master của tôi bây giờ đang là 388 điểm, còn chưa cộng điểm master cơ nhá, tí cộng sau. Đấy, phần trăm nhảy ầm ầm này. Bây giờ tôi sẽ nhặt hộp sô là hồng này. Và bây giờ tôi sẽ đi về bên map mà Alanet bói đồ anh em ạ. Đấy, úi giời, anh em đứng đây rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục là bói đồ nhá. Hộp sô hồng này. Đấy, ném ra sẽ được vũ khí nhá. Ném ra được tất cả các loại vũ khí luôn. Đấy, gậy rồng, gậy rồng, gậy rồng. Mình xin luôn. Đấy, tỷ lệ ra hơn hên xui là đồ full anh em ạ. Đây hộp quà bạc này. Ném ra đây này, cái gì đây? Mũ bạch hổ nhá, full thần nhưng mà không có lắc thôi. Tiếp, mũ bạch long này, full thần nhưng mà không có lắc nhá. Tiếp, tay gì đây, tay thần long, không có lắc rồi. Đấy, làm có lắc đây, đây rồi nhá. Chân hỏa thần của MG đây rồi, có lắc anh em ạ, full thần có lắc. Chỉ việc đập lên cộng 9 để dùng. Tìm thấy 3 món còn lại thôi. MG chúng ta chỉ có 4 món thôi, không có đầu mà, chỉ có 4 món thôi. Do vậy mà khi mà nhặt được chân này, chúng ta chỉ cần nhặt thêm 3 món nữa gì ạ? Áo, quần và tay nữa là đủ luôn. Tiếp, ném tiếp này. Hộp solar xanh ném ra được gì đây? Quần quyền năng, full thần của DK. Đấy, anh em thích sưu tập đồ cổ là cứ đi nhặt mấy hộp box này này, xong ném ra thôi. Đấy, quần phục ma này, solar hồng này. Đấy, cung này. Cung này là gì đây? Cung này là cung thiên vũ nhá, có socket anh em ạ. Đấy, tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%. Đấy, những cái món đồ X nào mà chúng ta không dùng đến nhá, là chúng ta sẽ mang tới con NPC này. Đấy, tìm cái con NPC này, thu mua X này, giữ an nhá, chuột phải, chọn giao dịch với nó. Và đưa những cái món đồ X mà chúng ta không dùng đến sang. Đấy, ấn ok thôi.
Đấy, nông dân của tôi được xịt rồi nha bạn, có tỷ lệ xịt nhá. Khi mà chúng ta không hiện tên trên màn hình như này là dạng là xịt đấy, là chúng ta đổi tiếp thôi, không phải là 100% là chúng ta đổi WeCoin từ đối ích được đâu, mà có tỷ lệ xịt đấy. Nào, bắt đầu đổi này. Đây, nông dân này, Zuka này, đổi 3 Ethereum nhận được 500 WeCoin. Hoặc là trên góc này này, anh em nhìn thấy trên góc này này nhá, nó hiện đây là bạn đã được trao tặng 500 WeCoin, tức là anh em đã đổi thành công. Còn khi mà nó không hiện đến cái dòng trên đây và cái dòng dưới đây là chúng ta tỷ lệ xịt, là xịt đấy. Tiếp tục ném tiếp anh em ơi. Hộp quà bạc này, hộp quà solar xanh này, nhặt luôn. Mỗi đồ này đấy, giày đồng này, full thần nhưng mà không có lắc này. Ngon này, giày này, giày Thái Bình này, của F này, có lắc anh em ơi, full thần luôn. Ném tiếp nhá. Ném tiếp. Anh em cũng đang ném ầm ầm đây này. Anh em cũng ném ầm ầm luôn. À, nhặt. Anh ném xong rồi nhặt. Áo Bạch Long của RF không có lắc. Đấy, toàn đồ full đi anh em ạ. Đấy, đồ full thôi nhưng mà không có lắc này. Không có lắc thì đổi đồ ích thôi. Hết chưa? Hết bóc rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua ném gì ạ? Huy chương vàng nhá. Huy chương vàng. Dàn gen này, gen từ năm 2020 nhá. Tức là con game này open từ năm 2020 rồi. Tiếp. Đấy, Ngọc Ước Nguyện nhá. Cầy huy chương vàng ném ra cũng được Ngọc Ước Nguyện luôn. Đấy, ra tiền. Bled. Đấy, lại ra Bled anh em ơi. Ok chưa, còn cái nào không? Đây, còn cây cuối này. Còn cây cuối này. Thép thiên đường nhá. Cái thép thiên đường này anh em đi dùng để nâng cấp vũ khí rồng cấp 2 thôi. Nhưng mà tôi không nâng cấp nên tôi không nhặt. Ok chưa? Đấy, như vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ nhặt được bóc ném ra đồ này, nhặt được Bled này. Đấy, chứ anh em chỉ việc có đi đập đồ thôi. Đấy, chơi giải trí vui vẻ nhẹ nhàng. Có tay thần ma không, tôi xin đi à? Có tay thần ma không? Có bạn ơi, không có rồi. Đấy, tí tôi ném được là nhà tôi tặng người anh em. Vì đây Muren này. Đấy, chân phong vũ Muren của MG. Mỗi tội là không có lắc. Nào, bắt đầu tiếp tục nào. Món này không dùng này. Con này cũng không dùng luôn, hết chưa? Hết rồi. Áo. Áo bão điện của Zoom này cũng không dùng này. Đổi luôn nhá. Nông dân Zuka đổi 7 ETFX nhận được 1.000 WeCoin. Đấy. Đây là cách chúng ta đi cày WeCoin. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xoay cái bình sở tinh này nhá. Đấy, nhiều anh em hỏi là xoay cái bình sở tinh ở đâu, đúng không? Anh em qua bên map Noria nhá. Noria. Gặp thằng Chao Gobi này. Nhưng mà trước khi xoay chúng ta phải lấy Ngọc Tâm Linh ra nhá. Ngọc Tâm Linh này, hãy lấy 10 viên ra. Đấy, gặp Cao Sao Bobby này. Kết hợp bình thường nhá. Đưa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 viên được, 10 viên được. Sau đó ấn xoay thôi nhá. Là chúng ta sẽ được cái bình này. Đấy, bình này là bình nhà. Tăng 20 tốc độ tấn công này. Tăng kháng sét và băng này. Đấy, tăng tốc độ phục hồi AG này. AG chính là cái dòng tím này anh em ạ. Đấy, có cũng được nhá. Hoặc là không dụng được. Tốt nhất là có còn không. Rồi bắt đầu bây giờ đi chiến thôi anh em ơi. Bây giờ đi bem thôi. Đây rồi anh em ơi. Chào mừng anh em đến với trận công thành chiến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Đấy, và công thành chiến tuần này của chúng ta đó là công thành chiến đoạt trụ. Đấy, anh em đang tập trung rất đông tại map Adanes đây rồi. Và đây là cổng vào anh em ơi, cổng vào. Vào rồi anh em ơi, bắt đầu rồi. Cổng số 2 đây anh em ơi, vào. Ô ok đi, vào đi, đấy. Vào nhanh không full đi anh em ơi, vào nhanh không full. Đấy, anh em đang vào rồi. Sâu hồng này, rồng xanh này. Đấy, hoàng kim này nhá. Bắt đầu xuất hiện rồi, cánh đỏ chót anh em ạ nhá. Cứ khác gui là gì ạ, đỏ chót luôn. Lên rồi anh em ơi, chuẩn bị rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Lên rồi anh em ơi, get go. Đấy, xin phép này tôi cưỡi sói nhá. Tôi phải lên đầu nhá, phải lên đầu. Lên anh em ơi, lên. Rất nhiều anh em bị tụt lại phía sau rồi. Lên. Đoàn quân chúng ta. Vâng, hôm nay tôi cưỡi sói màu đỏ anh em ơi, lên ta. Ông gì kia? Ông gì, ông cưỡi quả cáo chạy nhanh thích chưa? Lên. Đây rồi, cổng bị vỡ rồi, bắt đầu gì ạ? Di chuyển lên anh em ơi, di chuyển lên trụ giữa đây. Đây rồi. Vào đây, vã đây anh em ơi, bắt đầu vã đây. Chúng ta cùng chờ xem vui nào, là vui chiếm trụ đầu tiên đây. Anh em ơi, tập trung vào nào. Còn bao nhiêu phần trăm này, Vâng, chính phủ đã chiếm vui đầu tiên rồi. À nhầm, chính phủ đã chiếm trụ đầu tiên. Vâng, trụ số 3 đã thuộc về vui chính phủ đây anh em ơi, màu vàng đây rồi.
trụ giữa vẫn chưa, trụ giữa vẫn còn 20%, trụ giữa vẫn còn 20%, rất nhiều anh em đã nằm xuống rồi nhá, rất nhiều anh em nằm xuống rồi, cố lên anh em ơi. Nào, trụ giữa thì thuộc về quy nào đây, trụ giữa thuộc về quy nào đây, bắt đầu là từ trụ ba rồi sang trụ giữa rồi, chưa ăn, còn bao nhiêu phần trăm đây, còn 5%, còn 5%, vâng, GQS rồi, GQS đã ăn được trụ giữa rồi, chúng ta cùng di chuyển thôi, cùng di chuyển anh em ơi, đi đâu đây, anh em đi đâu đây, trụ nào đây, di chuyển đây, di chuyển đây anh em ơi, vẫn đứng đây cố thủ anh em ơi, vẫn đứng đây cố thủ rồi, vâng, Police đang cố thủ ở trụ giữa đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạt qua bên trụ số 1 xem tình nào. Nào, đi thôi em ơi, get go. Qua trụ số 1 đây, xem tình nào nào. Đấy, sói nghe chừng chạy nhanh em ạ. Rồi, trụ số 1 đâu? Đây, vâng, trụ số 1 đây. Trụ số 1 này dân tầm khoảng chục người thôi. Đây là của vui Z-Wat. Z-Wat bây giờ đang chuẩn bị chiếm trụ số 1 rồi. Nghe chừng bây giờ vẫn đang gọi là chiến thuật em ạ. Bây giờ đang là chiến thuật đấy. Tôi nghĩ bây giờ anh em đang gọi là chiến thuật, gọi là tung hỏa mù. Chưa biết là trụ nào là anh em sẽ dồn được trụ nào đâu. Vâng, Gui SPTC tạm dịch là săn bằng tất cả, đang chiếm được trụ số 3 rồi. Trụ giữa vẫn thuộc về Z-Wat nha. Còn trụ số 1 sắp tính nào nào. Trụ số 1 top rồi, vâng, Z-Wat. Như vậy là chúng ta thấy là Z-Wat bây giờ ăn được 2 trụ nhá. Z-Wat ăn được 2 trụ rồi. Và Polis bây giờ đang gọi là chiến thuật anh em ạ. Chiến thuật vườn không nhà chấm. Đấy. Chúng ta còn khoảng 1 phút thôi anh em ơi, 1 phút thôi. Thế nào, để xem nào. Trụ này bao nhiêu đây? Trụ này còn 7% nhá. Còn 3% bắt đầu vỡ rồi. Di chuyển đi, vỡ rồi. Có di chuyển không đây? Bắt đầu di chuyển anh em ơi, Polis bắt đầu là di chuyển rồi. Chúng ta còn khoảng 50 giây thôi. Cố lên anh em ơi, đi thôi, di chuyển đi. Đi. Và Polis bắt đầu là di chuyển qua bên trụ số 1 rồi. Đấy, nhiệm vụ của anh em Wipolit bây giờ là đi chuyến trụ số 1 và trụ số 3 nhé. Trụ giữa tôi đoán là sẽ thuộc về Z-Wat đấy. Đây là bắt đầu tạt qua đây rồi, liệu kịp không, còn 30 giây. Còn 30 giây anh em ơi, vâng, Z-Wat chiếm được trụ số 1 rồi. À, Z-Wat chiếm được trụ số 3 rồi. Như vậy trên bản đồ chúng ta còn thấy là gì ạ, Z-Wat chiếm 2 trụ, Polit chiếm 1 trụ giữa. Tình hình đang đảo chiều đây. Bắt đầu đảo chiều rồi anh em ơi. Chúng ta còn khoảng 20 giây. Căng thẳng đây. Căng thẳng những giây phút cuối cùng anh em ơi. Cùng chờ xem. Nào, vào việc nào. Cùng chờ xem, cong đít lên anh em ơi, cong đít lên, top BK trụ giữa rồi. Tôi dễ hòa lắm, trận này dễ hòa lắm anh em ạ. Trận này tôi thấy rằng là có khi là 5 4 3 2 1 vâng, hòa cho anh em ơi. Vâng, trận này là hòa này. 3 gui này. 3 gui, mỗi gui chiếm 1 trụ. Đấy, mỗi gui chiếm 1 trụ anh em ạ. A few moments later. Chào mừng anh em đến với trận công thành chiến lần số 2. Lên thôi nhé ơi, 3, 2, 1, mở cửa. Get go, lên. Như vậy là trận số 1 chúng ta là hòa em ơi. 3 gui chiếm 3 trụ. Bây giờ chúng ta cũng bước vào trận công thành chiến lần số 2. Và chúng ta chờ xem là dạ gui nào sẽ là gui chiếm được 2 trụ cuối cùng đây. Lên. Tiếp tục là tấn công vào trụ giữa. Mấy ông này vừa đi vừa vã nhau. Vừa đi vừa vã nhau luôn anh em ạ. Đấy. Mấy ông DK này rất hay ngứa tay. Lên đây, vào đây, vào rồi, cửa mở rồi, cổng phá rồi. Lên anh em ơi. Vâng, trụ giữa luôn. Cong đít đây anh em ơi, cong đít lên. Đây rồi. Trụ giữa đây rồi. Chúng ta chờ xem là gui nào là gui ăn trụ đầu tiên đây. Cong đít đang cong đít nhiều. Cái máy anh em là lag nha, chúng ta ấn phím gì nhá. Đấy, phím gì là tắt người anh em ạ. Là anh em đi vào như chỗ không người luôn. Đấy. Em chỉ việc phá trụ thôi. Còn những anh nào mà máy mà gì à, khỏe là chúng ta gì ạ? À, bật gì lên, bật người lên, bật là vã người. Nhá, ông nào máy yếu thì đi phá trụ thôi, không cần phải PK. Còn ông nào mà máy khỏe là gì, bật lên PK. Cùng chờ xem nào. Gui đây là gui ăn trụ đầu tiên đâu, vực trụ anh em đánh nó bật cả trụ luôn. Vâng, chính phủ rồi. Chính phủ là gui ăn được trụ đầu tiên anh em ơi. Chúng ta cùng chờ xem nào. Sang bên này xem nào. Sang bên này tình như nào. Đây chính phủ đây. Đây. Vâng, Polis rồi, Polis bây giờ đang qua bên trụ số 3 anh em ơi. Không chỉ có Polis đâu, cả GQS, cả top PK anh em ơi. Vâng, trụ số 1 thuộc về GQS rồi, bây giờ chúng ta cùng chờ xem trụ giữa thôi. Xem trụ giữa tình như nào đây. Như vậy là top PK một trụ này, Polis một trụ và GQS 2 trụ. Vâng, Polis 2 trụ rồi, chúng ta còn khoảng 28 giây. Có giữ được không đây, nếu giữ được là Polis là win này. Vâng, trụ này bắt đầu là top PK bỏ rồi. Tôi đoán là anh em bắt đầu chuyển sang trụ giữa rồi. Cùng sang trụ giữa xem nào.
Vâng, còn 12 giây, còn 12 giây. Còn 12 giây rồi. Còn 12 giây em ơi. Thủ trụ đi, thủ trụ đi. Ui đồng như con nguyên đấy em ơi. Còn 6 giây. Đếm ngược nào. 5 4 3 2 1. Vâng, hết giờ rồi. Vâng, như vậy là gì ạ? Polis em ơi. Polis đớp 2 trụ nhá. Xin phép là Polis đớp 2 trụ luôn. Như vậy là trận công thành chiến là số 2 như này là gì ạ? Là Vui Polis là win. A few moments later. Chào mừng anh em đến với trận công thành chiến lần số 3. Lên thôi nhé ơi. Get go. Vâng, như vậy là Polis là vui win được một trận rồi nhé ơi. Anh em đang gọi là gì ạ? Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Anh em đang tập trung chuyên môn đây. Mấy ông DK kia đừng có đi vã nhau nhiều làm gì. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Vâng, vẫn là trụ giữa đây anh em ơi. Vẫn là trụ giữa nào. IA nào. IA phá trụ đây anh em ơi. IA phá trụ đây. Vâng, một người sinh rồi. Rất nhiều anh em nằm xuống nhá. Vừa vã trụ vừa vã người đi anh em ơi. Đấy, vừa vã trụ lại vừa đi vã người đi. Cho nó rực rỡ đây. Đây 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 đây, trụ đây rồi. Và chúng ta cùng chờ xem vui nào. Vui phá trụ đầu tiên đây. Tôi nghĩ đây là trụ số 3 lắm này. Tôi phải đi qua trụ số 3 em ạ. Hai trận rồi, trụ số 3 đều win trước. Nào qua đây. Đấy, đây, vâng, trụ số 3 đây. Trụ số 3 là tập trung của vui Polis là nhiều anh em ơi. Chắc phải Polis anh em ạ. Vui đéo nào cũng ở đây, tỷ lệ này. Mỗi vui tầm khoảng 5 đến 7 người. Và vâng, chính phủ ăn đầu tiên rồi. Chính phủ lại đớp đầu tiên anh em ạ. Chính phủ lại đớp đầu tiên rồi. Polis đâu, cố lên. Còn 30 giây. Còn 30 giây anh em ạ. Chưa biết kiểu gì bây giờ này. Anh em bây giờ đang cong đít đây rồi. Bắt đầu cong đít lên để đi phá trụ rồi. Còn 20 giây em ơi, còn 20 giây. Vâng, Polis một trụ, cốc BK một trụ và san bằng tất cả một trụ. Rồi. Bắt đầu di chuyển đi. Tôi nghĩ lại hòa lắm anh em ạ. Đã cần lại hòa rồi nha. Trận này có khi lại hòa này. Còn 10 giây này mày, còn 10 giây này. Chưa thấy GQS đâu. Đấy, chưa thấy GQS đâu anh em ạ. Trận này là hòa rồi. Cốc BK, Polis nha và san bằng tất cả. Hòa nha. Trận này hòa rồi. Vâng, công thành chiến kết thúc rồi. 3 gui chiếm 3 trụ. Vâng, như vậy là công thành chiến tuần này đã kết thúc anh em ơi. Với tổng đó là 3 trận công thành chiến nhá. Tối đa là gì ạ? 3 trận công thành chiến. Và Polis win 1 trận, còn 2 trận còn lại là hòa. Như vậy là tổng kết lại là gì ạ? Gui Polis thì chúng ta sẽ gì ạ? Giành chiến thắng công thành chiến tuần này. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi soi đồ top 1 hiện tại. Đầu tiên sẽ là set đồ anh em nhá. Set đồ sẽ là set đồ 2.0 này. 2.0B nhá. Đấy, hai dòng X anh em thường hay lấy đó là gì ạ? Gia tăng lượng HP lên 4% này, giảm sát thương 4%, khảm 5 dòng socket và ngọc socket cao nhất bây giờ đang là ngọc socket cấp 5. Đấy. Tiếp tục sẽ là vũ khí này. Đối với MG thì chúng ta sẽ cầm hai gậy rồng hoặc là hai kiếm hoặc là gì ạ? Một vũ khí và một khiên. Ở đây tôi sẽ cầm gì ạ? Một vũ khí và một khiên nhá. Hoặc là gì ạ? Hai vũ khí. Và vũ khí cao nhất của chúng ta bây giờ đang là gì ạ? Vũ khí 2.0. Đấy, full cộng 15, khảm 5 dòng socket và ngọc socket cao nhất bây giờ là ngọc socket 5. Đấy, bây giờ đeo quả khiên lên nhá. Khiên nhá, đối với khiên thì chúng ta sẽ không có socket. Đấy, khiên và sách sẽ không có socket. Chỉ có full cộng 15 và dạ khảm dòng vàng thôi. Tiếp tục sẽ là đến với cánh nhá. Siêu wing 3 cộng 15 đang là mạnh nhất này. Đấy, full cộng 15. Đấy, cánh cấp 3 bây giờ đang là mạnh nhất nhá. Đấy, pet sẽ là pet cộng 10 đang là mạnh nhất này. Pen cấp 3 cộng 12 đang là mạnh nhất này. Ring cấp 2 cộng 15 đang là mạnh nhất này. Và một ring xương nhá. Ring xương là anh em thuê ở trên cắt shop nhá. Ấn phím X đây này. Đấy. Dùng để WeCoin chúng ta sẽ thuê nhẫn cốt rồng đây này. Phí là 300k WeCoin một ngày. Một ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày. Đấy, ngoài ra anh em có thể thuê bằng điểm Goblin nhá. Goblin đây. Item thuê. Ở đây chúng ta có nhẫn cốt rồng và nhẫn ngọc bích nhá. Hai cái nhẫn này là gì ạ? Sức mạnh hoàn toàn như nhau. Một cái gì ạ? Nhẫn cốt rồng là biến thành người xương này. Còn nhẫn ngọc bích là chúng ta sẽ không biến hình. Đấy, tùy anh em thôi. Tiếp tục là chúng ta sẽ cùng đến với bảng cộng điểm nhá. Với cái lượng point cố định là 50.000 point. Chơi trước chơi sau tất cả các nhân vật đều là 50.000 point hết. Đấy, reset một lần hay reset 1.000 lần à cũng 50.000 point. Và chúng ta sẽ cộng với sức mạnh là 1.200 này, nhanh nhẹn cộng 19.000 này, năng lượng cộng 30.000. Còn điểm thể lực mình không cộng nhá. Không cộng điểm thể lực. Tại sao có point? Tại vì dạ đồ socket của chúng ta này có cái viên kìa, socket 2 kìa, đất tăng point thể lực cộng 3.800. Đấy, có 4 viên tất cả. Là chúng ta sẽ nhân vào gì ạ? 4 nhân 4 là 16. Đấy, rơi vào tầm hơn 15.000 điểm point thể lực. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng cộng master nhá. Đây là bảng master
cho MG phép của mình, anh em có thể tham khảo nhé. Ngoài ra anh em có thể gõ lệnh sổ chéo tẩy master để chúng ta tẩy lại điểm master và chúng ta sẽ cộng lại thì ý chúng ta, và hoàn toàn free luôn. Đây, anh em có thể vào phần menu này và phần lệnh này, đây là tất cả các cái lệnh của game này nhá. Đây, sổ chéo tẩy điểm này là tẩy điểm đã cộng này, sổ chéo tẩy master này là tẩy điểm master đã cộng. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tu chân danh hiệu nhá. Đấy, tu chân danh hiệu tuần này của chúng ta mắc binh bây giờ đây là chúng ta sẽ vào phần M này, menu này, hoặc là F9 trên bàn phím này. Đấy, và phần tu chân. Tu chân cao nhất bây giờ đang là tu chân bậc 17 anh em nhé. Tích vào đây là hiển thị này, hoặc là tắt đi, hiển thị lên. Rồi F9 phát nữa này. Sang phần danh hiệu. Đấy, danh hiệu cao nhất bây giờ đang là trung tướng nhá, level 4 trung tướng. Đấy, bật tắt hiển thị danh hiệu. Tắt đi. Đấy. Đối với con game này anh em cứ đi cày ngọc nhá. Cứ đi cày ngọc, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái ngọc này để đổi ra điểm VIP nhá. Đấy, sau đó sử dụng điểm VIP để nâng cấp tu cho danh hiệu này, nâng cấp đồ. Đấy, cứ đến dịp là chúng ta sẽ nâng cấp đồ và nâng cấp tu cho danh hiệu bằng điểm VIP. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye.